Cổ ba ơi, thay đổi đi con sáo. Đi con sáo lên đời cổ. Thank you.
tiếp tục chương trình văn nghệ, mời chú Tư Triệu lên ca một bản Liên Nam. Trước khi ông Tư hát thì con cũng nhậu hơi một cây đổ hết trơn luôn rồi. Con cũng xin giới thiệu thêm là Xuân Hòa với vợ của Xuân Hòa, là hai vợ chồng đều không có nhìn thấy gì hết trơn á, là cả hai vợ chồng đều không nhìn thấy, và có hai đứa con nhỏ, và hàng ngày thì cuộc sống thì cũng đi bán kẹo kéo, tức là đi hát trong đường phố ở Đà Nẵng để mà mua sinh để nuôi những hai đứa con nhỏ. Nhưng mà cũng may mắn là ông trời thương và cho em ấy có cái giọng hát và được nhiều người yêu mến, và hy vọng rằng một ngày không xa thì Xuân Hòa cũng sẽ hội ngộ cùng với bà con cô bác mình ở quê mình một lần nữa. Có thay mặt Xuân Hòa cảm ơn tất cả những tình cảm ông bà cô chú đã dành cho Xuân Hòa trong đêm nay, và anh cũng xin đại diện bà con cô bác ở đây cũng cảm ơn Xuân Hòa đã nhận lời mời về đây để hát phục vụ cho bà con quê mình. Một lần nữa cảm ơn em. Nhà chị nào mà rõ mắt nhất à?